Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mega Technology. Mình tên là Trương Bâu và hôm nay sẽ là số thứ 3 của cái series là Các bạn hỏi Mega trả lời. Ở cái số thứ 2 thì mình cũng đã nhận được rất là nhiều sự đóng góp của các bạn, đóng góp tích cực ha. Thì các bạn cũng đã đặt nhiều câu hỏi hơn nè, từ cả comment ở trên YouTube cho đến là đặt câu hỏi thẳng cho fanpage luôn. Thì mình cũng đã tổng hợp được một vài cái câu hỏi. Và những cái câu hỏi đó thì thường là về ổ cứng nè, với lại màn hình máy tính. Vậy nên là hôm nay mình sẽ mời đến một cái khách mời mà chưa bao giờ xuất hiện ở trên kênh mình cả. Và xin mời anh giới thiệu bản thân ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tiến, mọi người cũng hay gọi mình là Tiến Nhật Bản. Hôm nay mình rất vui khi được Trương Bao mời tham gia vào cái video thứ 3 của cái series các bạn hỏi mình ra trả lời ngày hôm nay. Chính xác rồi, thì không để mất thời gian của bạn nữa, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên thôi nè. Let's go. Đó, tới câu hỏi đầu tiên ha. Thì mình thấy ổ cứng HDD có màu xanh, vàng, tím các loại. Thì vậy thì cho mình hỏi là có sự khác biệt giữa các màu hay là không? Thì với câu hỏi này á, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có sự khác biệt giữa các màu ở trong cái ổ cứng rồi. Thì tùy vào mỗi nhà sản xuất mà các nhà sản xuất sẽ mặc định cho những cái màu đó, nó sẽ có những cái mục đích khác nhau. Thì ở đây các bạn hỏi đó chính là về ổ cứng WD. Vậy thì anh Tiến có biết được sự khác nhau của cái màu nó không, như nào không ạ? Thì nó rõ ràng thì những cái màu mà khi nhà sản xuất nó đã đưa ra những cái màu khác nhau cho cái sản phẩm của mình thì cái màu đó nó sẽ tượng trưng cho những công dụng khác nhau. Thì giống như khi các bạn xem video cũng vậy, nó sẽ có các định dạng video là 240, 360, 720 HD hay là 2K, 4K thì nó cũng có sự khác nhau về hình ảnh, đúng không? Thì với ổ cứng nó cũng vậy. Thì đối với nhà WD á, thì nó ổ cứng nó sẽ chia ra làm 6 màu, rồi bao gồm các công dụng khác nhau, ví dụ như màu đen, màu vàng, màu xanh lá, màu đỏ, màu tím đó. Thì trong đó thì cái màu đỏ thì được dùng để làm lưu trữ mạng, màu vàng thì dùng cho các máy data center, màu tím thì được dùng để camera giám sát lưu trữ dữ liệu về camera, và màu đen là cái màu mà có sự quyền lực nhất, đúng không? Đúng rồi, nó có được cái tốc độ lưu trữ cao hơn này, dung lượng cao hơn để lưu trữ những dữ liệu tốt hơn. Trong màu xanh da trời thì được dùng do các máy văn phòng thì có những dữ liệu, cái lưu những cái dữ liệu mà nó nhẹ nhàng hơn thôi, đúng rồi, đó, để làm phù hợp với văn phòng và học tập chẳng hạn. Còn màu xanh lá thì nó sẽ tương tự, nhưng mà màu xanh lá thì nó sẽ tốt hơn ở chỗ là nó sẽ có khả năng giảm âm thanh, nó không có âm thanh, đúng rồi, gọi là silent đấy. Nó sẽ âm thanh nó sẽ được tối ưu mức mà thấp nhất có thể. Đúng rồi, tuy là cái âm thanh thấp nhất á, nhưng mà cái tốc độ là cái khả năng làm mát của nó cũng rất là tốt ha. Nó làm mát tốt nhưng mà nó lại không phát ra tiếng ồn, rất đỉnh luôn. Đấy. Thì không biết là anh Tiến hay sử dụng những cái ổ đĩa nào màu gì để mà anh Tiến sử dụng hàng ngày ạ? Đối với anh là một người mà thích lưu dữ liệu thì anh lại thích dùng ổ màu đen hơn. Màu đen. Bởi vì màu đen nó sẽ cho được tốc độ lưu trữ cao hơn và khả năng lưu trữ nó nhiều hơn. Thì các bạn cũng biết rồi đó, thì một thanh niên mà tự đặt cho mình cái biệt danh là Tiến Nhật Bỏ mà lại vừa cái kiểu đen đen nữa thì thôi, cái đầu óc thì thôi khỏi bàn nữa rồi ha. Các bạn tự biết nha. Anh là một người thích về văn hóa Nhật Bản, anh thích xem anime, là lưu rất là nhiều phim anime về trong cái ổ cứng của mình, không? Em không tin đâu. Thôi, đi qua câu hỏi thứ hai thôi nè. Mình đến với câu hỏi thứ hai. Rồi, câu hỏi thứ hai nè. Sự khác biệt giữa ổ cứng SATA và ổ cứng là 12NMVA là gì ạ? Cái phần câu hỏi này á thì có vẻ nhiều bạn sẽ thắc mắc, nhưng mà mình chốt ra một câu thì nó sự mà khác biệt lớn nhất giữa ổ cứng SATA và cái 12 đó là về giá cả. Đúng rồi. Thì giá thì tất nhiên 12 nó sẽ cao hơn nhiều so với SATA, nhưng mà cái gì mà nó có giá trị hơn thì nó sẽ mang đến lại những cái lợi ích cao hơn. Đúng, chính xác. Thì đối với ổ cứng thì cái gì mà quan trọng nhất là khả năng lưu trữ và tốc độ lưu trữ, thì tất nhiên ổ 12 nó sẽ mang lại tốc độ lưu trữ này và khả năng lưu trữ cao hơn nhiều so với SATA. Đúng. Đó. Em đồng ý đó. Thì theo anh thì nên sử dụng cái loại nào? Theo anh đó thì mình nên sử dụng 12 để lưu trữ, làm ví dụ như không mà tùy vào nhu cầu nữa. Đúng rồi, đúng không? Nhu cầu, ví dụ như mình mà làm những công việc như liên quan tới render hay cần xuất dữ liệu nhiều thì tất nhiên 12 nó sẽ là một cái gì đó đáp ứng tốt hơn. Đáp ứng tốt hơn cho công việc đúng của mình, rồi, đúng không? Còn với những nhu cầu mà sử dụng bình thường thôi thì mình nên sử dụng SATA cho nó rẻ và nó phù hợp với ngân sách. Nó không có, nhưng mà mức độ nó trên lệch, nó đúng, không quá cần thiết với những người dùng bình thường. Còn nó tóm lại á, là có nghĩa là ai giàu thì dùng 12, còn ai nghèo như mình á dùng SATA ha. Thì anh Tiến sử dụng ổ nào? 12 hay SATA? Anh thì anh đã có khả năng lưu trữ thì anh đã dùng ổ cứng rồi.
HDD. À, HDD. Đó, ok. Còn về khả năng truy xuất dữ liệu làm những công việc khác thì anh sẽ sử dụng 12 cho công việc của mình, tốc độ nó sẽ cao hơn. Thì nói chung là anh Tiến cũng có điều kiện thì mình thì không sao với anh Tiến được. À không sao, các bạn không có điều kiện mình có thể mua trả gốc mà bên mình có bán trả gốc hết. Đấy. Tuyệt vời. Rồi, câu hỏi thứ ba thôi. Tôi dài dòng quá, câu hỏi thứ ba đi Tiến ơi. Câu hỏi thứ ba nè. Em mua màn hình là có tỷ lệ là 21:9 nhưng mà khi xem video ở tỷ lệ là 16:9 á thì nó khi xem mà xem màn hình full á thì nó bị đa màn hình. Thì có cách nào khắc phục hay là như thế nào không ạ? À, đối với vấn đề này á, à khoan, để em trả lời cho các bạn chỉ 4 chữ thôi. Có nghĩa là chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ có màu đen thì cho các bạn luôn. Vậy thì anh Tiến có biết là sao không ạ? À, thì đúng như Trương nói á, thì khi mà mình xem một cái video 16:9 trên màn hình 21:9 á thì chắc chắn nó sẽ bị đen ở hai đầu. Và lý do tại sao á thì đơn giản thôi. Cái gì mà nó dài quá nó sẽ không tốt. Nó phải vừa đúng không? Nó phải vừa với nhau, phải phù hợp với nhau thì nó mới tốt. Vì thực ra cái màn hình 21:9 á thì nó cũng là màn hình 16:9 mà được nối dài thêm 5:9 nữa. Đúng rồi. Nên khi bạn xem một cái video mà 16:9 trên màn hình 21:9 á nó sẽ bị dư ra hai đầu. Đúng. Nó sẽ hai đầu nó sẽ bị đen đi. Vậy thì mình có cách nào để mình khắc phục cái tình trạng mà như vậy không anh Tiến? À, đối với tình trạng như này á thì như anh hiện tại đang xài một màn hình 21:9 á thì anh có một cách khắc phục. Đó chỉ là thay vì mình xem một tab thì bây giờ mình sẽ mở hai tab mình xem trên màn hình thì mình sẽ xem được full cả hai tab. Đó, mình sẽ nghiên cứu được nhiều tài liệu. Mình sẽ làm lại là nghiên cứu tài liệu. Đó. Dạ. Nên màn hình 21:9 nó thực sự rất là tốt. À, là có nghĩa là anh vừa xem phim châu Á, vừa xem phim châu Âu luôn. Không, anh thì anh thích về văn hóa Nhật Bản và những cái văn hóa ở châu Phi hơn. Ok, rồi em hiểu rồi, không cần phải nói. Nói chung là anh Tiến thì anh Tiến Nhật Bản, anh thích màu đen. Đó, màu đen xong rồi là thêm châu Phi nữa. Đúng đó, rồi. Đó. Là cái gu của anh hơi lạ thôi. Chúng ta cùng di chuyển qua câu thứ tư nha. Thì ở đây câu hỏi thứ tư là em mua màn hình máy tính có thấy ghi thời gian phản hồi màn hình là 1 mili giây, GTG và sao mình là dân công nghệ mà đúng không? À, mình nói cái gì nói cho phải technology một chút. À, thay vì nó là MPGT thì nó là MPRT. Có nghĩa là phải mình hướng ngoại hơn một chút nữa. Đúng rồi, mình phải nói đúng cái phát âm của nó. Em xin lỗi thôi, để em lặp lại câu hỏi ha. Thì mình lặp câu hỏi. Em mua màn hình thấy có ghi thời gian phản hồi màn hình là 1 mili giây, GTG và MPRT. Đúng rồi. Hai cái này có gì khác nhau không ạ? Thì để em trả lời câu hỏi luôn ha. Thì cái câu trả lời nó sẽ là có, vì GTG với lại là MPRT nó cũng là một cái khoảng thời gian phản hồi màn hình mà thôi. Thì tuy nhiên thì nó sẽ có sự khác biệt. Vậy nên để mình giải thích cho các bạn ha. Ở đây á, MPRT là một cái từ viết tắt của một cụm từ tiếng Anh là Moving Picture Response Time. Có nghĩa nó là một cái biểu thị khoảng thời gian thay đổi mà khi mà một cái pixel hiển thị liên tục. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái khoảng thời gian mà ngay cả anh Tiến và các bạn cũng khó để mà thấy được. Còn GTG á, thì GTG em biết Tiến có biết là viết tắt của từ gì không ạ? À, GTG thì là cái từ này anh thường hay thấy mà mọi người hay gọi nó là thấy chung ngay ngay. I'm gay. Đúng rồi. Thôi mọi người thôi, xin lỗi mọi người nha. Nhưng mà GTG thực ra là gray to gray. Đúng rồi. Nó là gray một cái gray to gray có nghĩa là một cái khoảng thời gian biểu thị mà khi mà một cái pixel chuyển đổi giữa hai màu. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái khoảng thời gian chuyển đổi mà anh Tiến và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy nhất khi mà xem phim đấy. Thì anh Tiến có biết là sự khác nhau giữa hai cái này không ạ? Sự khác nhau giữa MPRT và GTG thì cả hai thì nó cũng đều là phần liên quan tới khả năng chuyển đổi màu sắc của một pixel. Cái chỉ số này mà nó càng thấp á, thì khả năng chuyển đổi màu sắc của một pixel nó sẽ càng tốt hơn. Và khi bạn xem hay là chơi game ở mức độ khung hình cao thì giữa những lần chuyển đổi khung hình nó sẽ tối ưu hóa được cái hoạt ảnh, nó không mờ đúng ảnh. Nên okay, đối với lại cái phần mà khả năng mà chuyển đổi màu sắc của pixel á thì MPRT nó sẽ tốt hơn với so lại GTG một chút. Nó sẽ có được cái khả năng chuyển đổi tốt hơn này và dễ tối ưu hơn. Nên nếu mà lựa chọn màn hình á thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng lựa chọn là MPRT thay vì là GTG. Đúng rồi đó. Nó sẽ mang cái trải nghiệm tốt hơn. Mình cũng đồng ý kiến với lại anh Tiến. Vì MPRT nó sẽ mang một cái lợi tốt hơn rất nhiều so với lại GTG. Rồi, chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Thì câu hỏi cuối cùng lại là một câu hỏi về laptop. Cứ trả lời ha. Thì câu hỏi cuối cùng về laptop này thì có bạn hỏi là laptop có nên vừa sạc vừa xài là không? Em nghĩ rằng cái thanh niên này kiểu như là thấy mấy bài báo mà về cái vụ mà vừa sạc mà chơi điện thoại nó nổ đấy. Đó. Không, mà thực ra cái câu hỏi này là cũng rất là nhiều người quan tâm vì rất là nhiều người sẽ nghĩ đến vấn đề mà pin laptop liệu có ảnh hưởng gì không hay là máy có bị ảnh hưởng gì không mà phải vừa sạc vừa sạc. Đúng rồi. Thì về cái câu hỏi này thì các bạn cứ yên tâm đi,
không cần phải lo về vấn đề đó nữa, vì pin của laptop giờ nó hiện đại lắm rồi. Nó sử dụng một cái chất liệu pin đó là pin Lion. Vậy nên là nó rất là bền, nó giúp các bạn có thể yên tâm sử dụng vừa sạc vừa xài luôn, không sao cả. Đấy, đúng còn rồi. Theo anh Tiến thì sao? Anh Tiến có vừa sạc vừa xài không ạ? Ừ, anh thì đối với anh laptop á, anh đang dùng thì hiện tại anh vẫn vừa sạc vừa xài bình thường. Thì thực ra hiện tại thì các nhà sản xuất họ đã tính hết cả rồi. Đúng rồi. Đối với những dòng laptop mà như gaming hay là laptop đồ họa thì cái việc mà vừa sạc vừa xài nó phải gọi là bắt buộc rồi. Và khi vì những dòng laptop mà hiệu năng cao á, khi mình làm việc nặng nó đòi hỏi hiệu năng cao thì cái thời lượng pin nó sẽ bị rút ngắn đi. Nên mà khi mình làm việc thì chắc chắn mình phải vừa sạc vừa xài mới có thể đảm bảo được công việc được. Nên việc đó nó không có sao cả. Mà cùng lắm thì nó hỏng pin thì mình đi thay thôi. Ê, có sao đâu đúng không? Đúng rồi, không sao cả. Làm gì đúng không? Có gì hết. Không, cái đó là việc của anh Tiến thôi. Còn mình nghèo mình xin thua thì mình xài thì mình dùng PC cho nó tiện ha. Vậy thôi. Đó, ok. Câu hỏi cuối cùng đó cũng đã khép lại những cái câu hỏi trong cái số thứ 3 của cái series các bạn hỏi Mega trả lời rồi. Vậy thì anh Tiến có lời gì muốn gửi các bạn không ạ? Đây là lần đầu tiên mình tham gia cái series này cùng với lại Trương Bông. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của ngày hôm nay. Và mình mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho cái series các bạn hỏi Mega trả lời. Và Mega sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo theo những câu hỏi của các bạn. Dạ, cảm ơn anh Tiến rất là nhiều ạ. Thì như anh Tiến đã nói, hy vọng các bạn sẽ thích video ngay. Các bạn hãy nhớ like, subscribe cũng như là nhấn chuông đăng ký phía bên dưới để nhận ngay các thông báo về các video cực hot của Mega Technology ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.